từ thuở tạo thành đất trời. Thượng đế cũng đã tạo nên điều hoàn hảo nhất, mang tên nhan sắc. Dòng thời gian cũng đã tạo ra những chuẩn mực cho nhan sắc khác nhau theo từng thời đại. Chúng ta ở đây để tôn tạo những giá trị về sắc đẹp. Và trả lại cho nhan sắc sự hoàn hảo của sơ khai. Với mong muốn luôn tạo ra những xu thế mới. Và làm tốt hơn nữa những việc chúng ta đang làm. Nâng tầm giá trị phụ nữ Việt Nam. Và ngay bây giờ quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón nhà sáng lập thương hiệu Mia Origin, Trương Phạm Mai Anh.